Điện thoại hay.vn, một sản phẩm vạn an tâm. Điện thoại hay cam kết bán điện thoại giá rẻ nhất thị trường. Naruto là một loạt manga Nhật Bản bằng văn bản và minh họa bởi tác giả Kishimoto Masashi đã được dựng thành anime. Nhân vật chính là Uzumaki Naruto, một thiếu niên ồn ào, hiếu động, một ninja luôn muốn tìm cách khẳng định mình để được mọi người công nhận, rất muốn trở thành Hokage, người lãnh đạo ninja cả làng, được tất cả mọi người kính trọng. Kishimoto ban đầu đã phác họa Naruto trong một bản ấn Akamaru Jump vào tháng 8 năm 1997. Như các bạn đã biết, manga Naruto không chỉ nổi tiếng vì tình tiết hấp dẫn, hành động đẹp mắt, thiết kế nhân vật đầy tuyệt mỹ mà còn bởi sự liên kết thế giới thần thoại của nước Nhật. Hôm nay, hãy cùng mình đi tìm hiểu top 10 thuật siêu hùng mạnh trong Naruto được lấy cảm hứng từ thần thoại Nhật Bản nhé. Tất nhiên là mình sẽ chia ra làm hai phần vì nó quá dài. Thứ nhất, Kotoa Matsukami. Kotoa Matsukami là một loại ảo thuật siêu đẳng trong thế giới Naruto. Ảo thuật này chỉ có thể được sử dụng bởi Uchiha Shisui hoặc người sở hữu con mắt Mangekyou Sharingan của Uchiha Shisui. Ảo thuật này cho phép người thi triển thâm nhập vào tâm trí của người khác và từ đó tạo ra những trải nghiệm, ký ức ảo khiến người chúng phải ảo thuật có cảm giác đó là những gì do chính họ làm. Ảo thuật này có đôi chút giống với bí thuật của gia tộc Yamanaka nhưng ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Đây là một ảo thuật cấp cao do nạn nhân hoàn toàn không thể nhận ra họ đã bị trúng ảo thuật. Không giống với những sự ảo thuật khác được thi triển bởi đôi mắt Sharingan, Kotoa Matsukami không yêu cầu sự tiếp xúc bằng mắt. Chính vì vậy, rất khó và hầu như không thể nhận ra ảo thuật này đã được thi triển lên một người khác. Ảo thuật này đủ mạnh để chép đè lên ảo thuật khống chế các cương thi chuyển sinh của Kabuto. Tuy nhiên, thời gian hồi của ảo thuật này rất lâu, phải mất cả thập kỷ để có thể tiếp tục sử dụng Kotoa Matsukami. Đối với một người không mang dòng máu Uchiha, ảo thuật này có thể giảm khá nhiều thời gian hồi nếu có sự xúc tác của tế bào Hashirama. Shisui đã từng có ý định thi triển Kotoa Matsukami lên Uchiha Fugaku nhằm ngăn cản chiến tranh, nhưng trước khi ý định đó được thực hiện thì Danzo nhảy vào cướp mắt, dẫn đến việc Shisui tự tử và giao lại con mắt còn lại cho Itachi. Itachi từng có suy nghĩ sử dụng con mắt của Shisui để thi triển Kotoa Matsukami lên Sasuke nếu Sasuke quay lưng và làm tổn hại đến làng lá. Tuy nhiên, sau nhẫn thuật này được sử dụng để giải thoát Itachi khỏi sự khống chế của Kabuto. Còn về thần thoại Nhật Bản, trong đạo Shinto, Kotoa Matsukami là tên tập thể cho các vị thần đầu tiên xuất hiện vào thời điểm tạo ra vũ trụ, hay còn gọi là thần khởi nguyên, không có giới tính. Họ được sinh ra tại Takamagahara, cao thiên nguyên, thế giới của thiên đàng. Tại thời điểm sáng tạo ra, cả năm người họ đều là những Hitorigami, là những vị thần xuất hiện đơn lẻ. Không theo một cặp nam nữ như các thế hệ sau. Họ bao gồm 3 vị thần sáng tạo là Ameno Minakanushi, thần thiên tổ tối thượng, Takamimusushi, thần chinh phục và cai trị, Kamimusushi, thần sáng chế, và 2 vị thần sau cùng là Umashikashikabihitoji, vị thần của năng lượng, Ameno Tokotachi, vị thần thiên giới. Thứ hai, Izanagi. Izanagi là một ảo thuật cấp cao, nó chỉ có thể được thi triển bởi những thành viên trong gia tộc Uchiha, kích hoạt được nhãn thuật Mangekyo Sharingan. Tuy nhiên, vì nhận thấy loại ảo thuật này quá nguy hiểm cho những người dính phải nó và thậm chí cả người thi triển, tổ tiên gia tộc Uchiha ra lệnh cấm con cháu mình luyện tập và sử dụng loại ảo thuật này. Theo như lời của Madara, một trong những nhân vật huyền thoại của gia tộc Uchiha, đây là loại ảo thuật mạnh nhất mà một người có thể sử dụng lên chính mình. Bởi khi Izanagi được kích hoạt, người sử dụng có thể gỡ bỏ mọi rào cản giữa thực tại và ảo ảnh trong không gian xung quanh mình và đối thủ. Điều này cũng cho phép họ giành quyền điều khiển sự tồn tại của chính mình. Tác dụng của ảo thuật Izanagi lên mỗi người đều khác nhau, nhưng dường như chúng đều có cùng một khả năng là biến những sự việc xấu thành ảo giác và những việc tốt thành thực tại để phục vụ lợi ích bản thân. Khi Izanagi được kích hoạt, nó có thể biến những vết thương bình thường, thậm chí cả những vết thương chí mạng thành ảo giác. Khi người dùng bị dính tử thương, cơ thể họ phai mờ dần đi, đây chính là ảo thuật. Sau đó, cơ thể người dùng trở về thực tại và không bị xê sát gì cả. Tiếp nối Izanagi là Izanami. Trong trận đấu với Kabuto nhằm giải thuật tạp giới chuyển sinh, Itachi khi đó đã phải sử dụng thuật Izanami để khống chế trí não của Kabuto. Bởi anh cũng thấy được sự tương đồng giữa quan điểm và tính cách của mình với Kabuto. Hắn không khác gì một thành viên tộc Uchiha khi bị ám ảnh bởi sức mạnh ảo thuật Izanagi. Vậy nên với thuật Izanami, Itachi hy vọng có thể giúp Kabuto gỡ bỏ ảo tưởng và chấp nhận đối mặt với con người thật của hắn. Và chỉ có như vậy, Kabuto mới thoát được vòng lặp ảo tưởng do Izanami tạo nên. Và câu chuyện thần thoại về Izanami và Izanagi như sau. Một hôm, các vị thần ngự tại Takamahara, cao thiên nguyên, giao cho hai vị thần trẻ tuổi Izanagi và Izanami nhiệm vụ làm mặt đất sinh sôi nảy nở. Từ trên cao, hai vị thần dùng thanh Naginata có tên là Ameno Nuboko khuấy nước đại dương tạo nên hòn đảo Onogoro. Sau đó cả hai bước qua Thiên Phú Kiều, cây cầu muôn đời nối giữa trời và đất, xuống nơi được gọi là Đồng Lau Sậy. Do Izanami là nữ mà lại ngỏ lời trước
nên bị các lão thần trách phạt, khiến người con đầu tiên của họ chỉ là một hài nhi xấu xí, không mắt mũi tay chân, tên là Hiruko. Lần thứ hai, khi nam thần Izanagi rút kinh nghiệm mà chủ động cầu hôn với Izanami, họ mới có những đứa con xinh đẹp, đó là những vị thần sông, suối, cây cỏ, những hòn đảo và những miền đất mới. 8 hòn đảo mới được sinh ra và trở thành một phần của nước Nhật như ngày nay. Tuy nhiên, sau này bà vì sinh ra Kagutsuchi mà phỏng nặng rồi chết. Sau đó, Izanagi vì quá nhớ thương người vợ hiền mà tìm đến Yomi, âm phủ. Nhưng do sự thiếu kiên nhẫn của ông mà ông vô tình làm tổn thương người vợ, dẫn đến lời nguyền khủng khiếp từ Izanami. Điên loạn, Izanami hóa thành quỷ dữ, đuổi đánh Izanagi, chạy bán sống bán chết. Vì thế, đó là lý do mà trong Naruto, Izanami lại là khắc tinh của Izanagi. Thứ tư, Enton Kagutsuchi. Trong Naruto, Kagutsuchi vốn là chiêu tâm pháp mà Sasuke đã đạt được sau khi sở hữu Mangekyo Sharingan nhằm chế ngự và tùy ý điều khiển ngọn lửa Amaterasu. Trong thần thoại, cái tên này chính là cái tên của thần Kagutsuchi, con trai của Izanagi và Izanami. Khi Izanami sinh ra thần lửa Kagutsuchi, lửa bốc cháy khiến bà bị thương và chết. Izanagi nổi giận và dùng kiếm chém vào đầu của Kagutsuchi và chặt thành 8 khúc. Các phần của Kagutsuchi trở thành những núi lửa bao bọc nước Nhật. Thứ năm, Amaterasu, Tsukuyomi và Susanoo. Amaterasu là vị thần được sinh ra từ mắt trái của Izanagi khi ông rửa mặt sau khi trở về từ suối vàng. Amaterasu mang lại ánh sáng và hơi ấm cho vạn vật. Nhưng một hôm, em trai của Amaterasu là Susanoo cãi nhau với bà và ném vật được dâng tế cho Amaterasu, một con lừa chết vào phòng thiêu, làm chết một cô hầu gái. Amaterasu tức giận và tự nhốt mình trong hang đá, khiến thế giới chìm vào bóng tối. Ameno Uzume và các vị thần khác đã tìm cách lừa Amaterasu ra bằng một lễ hội âm mỹ và một chiếc gương đồng. Amaterasu được xem là tổ tiên của người Nhật, và bà ta đã tặng chiếc gương đồng Yatano Kagami, Yashakani no Magatama và thanh gươm Kusanagi cho cháu mình là Ninigi no Mikoto khi cho ông xuống mặt đất. Ngày nay, thanh gươm được giữ tại thần cung Asuta. Trong Naruto, ba vũ khí trên Susanoo của Itachi cũng được dựa theo những món bảo vật này. Đặc biệt, thanh Totsuka của Itachi chính là biến thể của thanh Kusanagi. Tsukuyomi là thần mặt trăng, em trai của Amaterasu. Tsukuyomi được sinh ra từ mắt phải của Izanagi khi ông rửa mặt sau khi trở về từ suối vàng. Một hôm, Amaterasu sai Tsukuyomi đi thay mình đến dự tiệc. Ukemochi lần lượt nhìn vào biển, rừng, đồng lúa, rồi nôn ra cá, thịt và một chén cơm mời Tsukuyomi ăn. Kết quả là bà bị Tsukuyomi cảm thấy kinh hãi và giết chết. Từ đó, Amaterasu không thèm nhìn mặt em trai nữa, và khi nào có mặt trăng thì mặt trời đi chỗ khác. Susanoo là em trai của Amaterasu và Tsukuyomi, được sinh ra từ mũi của Izanagi khi ông rửa mặt sau khi trở về từ suối vàng. Susanoo làm Amaterasu tức giận và bị đuổi đi. Khi đến huyện Izumo, Susanoo gặp hai thần đất. Họ bị một con rắn 8 đầu Yamata no Orochi bắt mất 7 người con gái. Susanoo hỏi cưới cô gái thứ 8 nhỏ nhất chưa bị bắt là Kushi Inada Hime, rồi biến cô thành một chiếc lược giấu trên đầu. Susanoo dùng 8 bình rượu để làm con rắn bị say, rồi chặt từng khúc. Từ đuôi của đại xà, Susanoo tìm được thanh gươm Kusanagi và gửi tặng Amaterasu để làm hòa. Trong trận tử chiến của Itachi và Sasuke, trường đoạn này cũng được tác giả Kishimoto đưa vào theo một cách vô cùng khéo léo. Itachi sử dụng chiêu thức Susanoo, rút ra thanh gươm Totsuka từ bình rượu, rồi phong ấn Orochimaru đang ở thể bát kỳ đại xà. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video, nhớ nhấn like, subscribe để đẹp trai và xinh gái hơn và tham gia vào đại gia đình Shonen nhé. Xin chào và gặp lại các bạn trong những video lần sau.